Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục Lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã số 05 ngày 7 tháng 4 năm 2023 đối với đối tượng Đậu Xuân Mạnh, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại xóm Gốm, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An về tội tàng trữ hàng cấm. Còn về tội đánh bạc, Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã số 02 ngày 2 tháng 11 năm 2020 đối với đối tượng Nguyễn Minh Tú, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại xóm Xuân Hòa, xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Cũng phạm tội đánh bạc và phải nhận quyết định truy nã số 336 ngày 6 tháng 3 năm 2020 của Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An là đối tượng Phạm Văn Đức, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Và đối tượng Hồ Tuấn Hải, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại xóm 3, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, phải nhận quyết định truy nã số 03 ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, cũng về tội đánh bạc. Dù với bất cứ tội danh nào thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trình trị bằng những bản án thích đáng vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng 069 234 5860 hoặc 069 232 1667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện